tên thôi. Chào em. Bây giờ chị sẽ xem trắc nghiệm của em. Câu hỏi 1 là nếu có một buổi tối rảnh rỗi thì bạn sẽ thích ở nhà và lướt net đúng không? Ừ. Điều bạn thích làm nhất khi đi dự tiệc là chào hỏi và làm quen với mọi người, phương án A. Câu hỏi thứ 3, được tặng sách, bạn thích được tặng loại sách nào sau đây, món súp cho tâm hồn cũng là phương án A. Nếu tham gia vào một công tác xã hội, bạn sẽ chọn cũng là A. Thật đông càng vui càng tốt. Nếu bạn có cơ hội tham gia một chương trình, bạn sẽ chọn chương trình nào? Em chọn C ạ. Chúng ta hãy xem những người bạn của chúng ta chọn phương án nào. Xin mời bạn. Trong 5 câu hỏi này thì em câu 1, rảnh rỗi thì em sẽ làm việc là cắm đầu vào sách hoặc thiết kế mô hình. Đi dự tiệc thì em cũng thích chào hỏi và làm quen với mọi người. Tặng sách thì em thích cuốn lịch sử vắn tắt của các thời đại. Nếu tham gia công tác xã hội thì em chọn nhóm nào có người biết chơi thể thao. Thì nếu cơ hội tham gia vào một chương trình thực tế thì em thích phương án A là chương trình về người sống sót, nhân viên thực tập và người độc thân. Chương trình về kỹ năng cá nhân. Cảm ơn em. Bây giờ chị muốn hỏi em chọn các phương án như thế nào? Nếu bạn có một buổi tối rảnh thì bạn sẽ muốn làm gì, đó là tiệc ạ. Và bạn thích làm gì nhất khi đi dự tiệc, đó là chào hỏi và làm quen với mọi người ạ. Nếu được tặng một cuốn sách thì bạn sẽ thích được tặng loại sách nào thì em sẽ chọn lịch sử vắn tắt của mọi thời đại ạ. Nếu được tham gia vào một công tác xã hội thì em sẽ chọn là một nhóm nhỏ sôi nổi và có thể tranh luận với nhau ạ. Và nếu có một cơ hội để tham gia vào một chương trình thực tế thì em sẽ chọn một chương trình là có thể mang lại cho mình nhiều cơ hội để thực hành và cải thiện mọi thứ. Chúng ta vậy là đã có 3 bạn khán giả trả lời rất là khác nhau. Và bây giờ thì tôi tin là tất cả những khán giả đang có trong tay những tờ trắc nghiệm cũng đã hoàn thành phần trả lời của mình rồi. Bây giờ chúng ta có đáp án như sau. Với 5 câu hỏi này của chúng tôi, thì với những ai chọn nhiều đáp án A hoặc là chỉ chọn đáp án A, thì người đấy sẽ hợp với những nghề giao tiếp nhiều, di chuyển nhiều, và đó chính là nghề hướng dẫn viên du lịch. Vâng, tức là bạn này đang là A nhiều nhất. Vâng, hợp nhất. Thế còn những ai mà chọn nhiều phương án B thì sẽ hợp với những công việc bàn giấy và nghiên cứu. Những người mà chọn nhiều phương án C thì sẽ hợp với những nghề mà phải mạo hiểm một chút. Và chúng ta dành tràng pháo tay cho 3 bạn khán giả. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ 2 khách mời thì đã ngồi quan sát các bạn chọn các câu hỏi cũng như câu trả lời. Trong các câu hỏi và sự trả lời của họ thì có những yếu tố nào mà theo anh là đụng chạm nhiều đến nghề của chúng ta? Điều kiện hoặc là tố chất của một người hướng dẫn viên du lịch thì nó rất nhiều. Chỉ căn cứ trên cái bản trắc nghiệm này thì chúng ta cũng có thể thấy dễ dàng nhận thấy là những người hòa đồng, những người có xu hướng hướng ngoại, những người tương đối cởi mở, dễ dàng giao tiếp, luôn luôn tươi tắn, tươi cười, thì khuynh hướng chung là những người có thể làm các nghề dịch vụ. Cụ thể hơn thì có thể là làm được cái nghề hướng dẫn viên. Nếu bây giờ mà kể ra thì mọi người sẽ ngỡ ngàng và là không hiểu tại sao mà đòi hỏi hướng dẫn viên mà lại nhiều điều kiện đến như vậy. Đủ hết ạ. Khỏe mạnh, ngoại hình trông dễ coi, ăn nói lưu loát, khẩu ngữ ngon lành, tăng cường hiểu biết, để tự học hỏi, luôn luôn trau dồi để nâng cao cái kiến thức. Rồi tươi tắn, rồi kiên nhẫn, rồi hướng ngoại, rồi vân vân và vân vân, nó nhiều lắm, không thể kể hết nổi. Thế thì đến bao giờ một người có thể đạt được gần đấy tiêu chuẩn ạ? Có khi đó thì lại quá tuổi để trở thành hướng dẫn viên rồi ạ? Cái điều cơ bản thì tôi nghĩ là nó sẽ hội tụ ở cái căn bản nhất, sự say mê nghề nghiệp, rồi ý thức, hay là cái ý thức nó dẫn đến cái đạo đức nghề nghiệp. Nếu mà các bạn thực sự có được 2 cái yếu tố đó thì các bạn có thể tiếp tục trau dồi thêm những kỹ năng mới, hay là tích lũy thêm cho mình những cái hiểu biết hay những cái kinh nghiệm. Theo tôi nói là đào tạo thì ít thôi, nhưng mà thực ra là chúng ta phải tự học và chúng ta tự trau dồi mình. Vâng. Mới là chính. Tôi biết rằng bây giờ du lịch thì có rất là nhiều hình thức khác nhau. Có những người thích đến Việt Nam để tham quan Hà Nội phố cổ này, rồi đi Hội An. Có những người thì lại thích vào những khu rừng già hoang sơ, thích leo núi. Có những người lại thích đạp xe dọc theo biển. Thế bây giờ tóm lại là có bao nhiêu loại hình du lịch và ứng với đó thì có bao nhiêu kỹ năng cũng như là các cái mô hình tiếp hướng dẫn viên du lịch? Có rất là nhiều các cái loại hình du lịch khác nhau mà ở các nước trên thế giới người ta tổ chức. Mà bên Việt Nam thì chúng ta đã có cái du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch thuần túy. Cái hoạt động du lịch mạo hiểm đang là hoạt động du lịch mà được ưa thích. Thì tôi thấy phần lớn các cái công ty Việt Nam bây giờ đang tập trung khai thác vào hoạt động du lịch mạo hiểm và hoạt động du lịch thuần túy. Một tour du lịch như thế nào là được gọi là tour du lịch mạo hiểm, và một người hướng dẫn viên du lịch cho tour du lịch đó thì phải là người như thế nào? Như quý vị biết là cái giao thông ở Việt Nam nó rất là phức tạp,
Thế nhưng mà những người khách nước ngoài thì họ lại mạo hiểm, họ muốn sang đây để họ đi, họ đạp xe đạp xuyên Việt. Tôi đã từng phải đạp tới 800 đến 1000 cây số trong một cái hành trình đạp khoảng độ hơn một tuần. Mỗi một ngày thấp nhất chúng tôi đã đạp 80 cây vượt đèo. Hướng dẫn viên đòi hỏi phải có sức khỏe và phải có cái đam mê và phải có rất nhiều những kỹ năng để mà xử lý các tình huống trên dọc đường. Du lịch mạo hiểm nghe ra thì có vẻ hầu như chỉ hấp dẫn du khách nước ngoài thôi đúng không ạ? Khách nước ngoài họ rất là thích và tôi nghĩ rất nhiều người Việt Nam bây giờ cũng muốn chinh phục đỉnh Phan Xipang hay là cũng muốn xuống Hạ Long để đi chèo kayak. Một số hoạt động tour mà bây giờ cũng đang khá là phổ biến nữa, đấy là những cái tour mà về ẩm thực, kể cả ăn những thứ món ăn rất là lạ. Đấy cũng là một loại hình du lịch. Chuyên môn hướng dẫn viên cho nó phải có hiểu biết về các cái đồ ăn, các thứ thức ăn, mà tôi nghĩ là thức ăn là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để ảnh hưởng đến cái thành công của chuyến đi. Hai người hướng dẫn viên du lịch đang có mặt ở trên sân khấu này có thể chia sẻ rất nhiều những cái kỹ năng mà một người hướng dẫn viên du lịch ở những bước đầu tiên thì sẽ phải trau dồi. Chúng ta sẽ chọn hai bạn tham gia vào phần trò chơi để xem là chúng ta có những kỹ năng nào của người hướng dẫn viên du lịch. Xin mời bạn và chúng ta cùng dành cho các bạn tràng vỗ tay. Hai khách mời của chúng ta là hai người quan sát viên và sẽ đưa ra những ý kiến sau khi các bạn thực hiện phần trò chơi của mình. Hôm nay trong chương trình Khi Người Ta Trẻ với đề tài người hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta sẽ đón đến trường quay này một đoàn du khách. Và bây giờ trong trường quay chúng ta có hai hướng dẫn viên du lịch rất trẻ.